Xin chào mọi người, mình là Tăng. Hôm nay mình biên soạn 25 slide đó về tiếng Hàn và tiếng Nhật ha. Rồi để không quên tiếng Hàn, tiếng Nhật thì mình sẽ tiếp tục duy trì việc học ha. Đầu tiên thì cái gì cũng không có cả, cái gì cũng không có cả. Thì tiếng Hàn đọc là Amukokto Aniya. Amukokto Aniya. Đây là cái cách nói thông thường ha, cách nói kiểu bạn bè. Còn tiếng Nhật sẽ nói là nandemonai, nandemonai. Chữ nay thì mình thường là trong bằng chữ arimasen, nhưng mà cách cách nói thông thường thì mình sẽ dùng cái ngôn ngữ đời sống ha. Cái này tiếng Nhật thì nó sẽ gọi là tameguchi, tameguchi là cái ngôn ngữ thông thường suông sã ha, cách cái lối sống nói chuyện này. Rồi đi qua cái tiếp theo ha. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Thì tiếng Hàn sẽ đọc là Natoya, Natoya. Tiếng Nhật đọc là Watashi mo dayo, Watashi mo dayo, Watashi mo dayo. Rồi tôi không nghe rõ, tôi không nghe rõ. Thì tiếng Hàn sẽ đọc là Chan, an tư ro, chan an tư ro. Chữ chan này nó có hai nghĩa, một là tốt hay là giỏi, rõ cái gì ấy. Thì mình chữ chan này, ví dụ như chan cha ngủ ngon đó, thì cái gì ngủ ngủ tốt, ngủ ngon. Rồi tiếng Nhật thì đọc là yoku kikoete nai, yoku kikoete nai, yoku kikoete nai, yoku kikoete nai. Rồi, có chuyện như vậy, có chuyện như vậy thì mình sẽ đọc là tiếng Hàn sẽ đọc là ho chong iria, ho chong iria. Tiếng Hàn sẽ đọc là dostano, dostano. Rồi, tiếp theo. Quên rồi hả? Quên rồi hả? Ichiboro, ichiboro, ichiboro. Ichiboro. Tiếng Nhật đọc là Washirete ne, Washirete ne. Tôi đang đi, tôi đang đi, tôi đang đi. Thì tiếng Hàn sẽ đọc là Kakoiso, Kakoiso. À, cái đuôi cứ đuôi dù là lịch sự, còn cái này là thể thông thường ha. Rồi còn tiếng Nhật thì thay vì mình dùng từ là ít itemas, itemas thì mình sẽ dùng là mukatte iruyo, mukatte iruyo, hướng đi đó ha, mukatte iruyo là tôi đang đi. Cũng như tiếng Anh là I'm heading, tôi đang đi. Tính vậy nha, chào tạm biệt vậy nha. Thì tiếng Hàn sẽ đọc là chẳng ca, chẳng ca. Tiếng Nhật đọc là ra nè, ra nè. Rồi chúc ăn ngon miệng, chúc ăn ngon miệng. Mình nhớ tiếng Anh đọc là enjoy your meal, enjoy your meal. Thì tiếng tiếng Hàn sẽ đọc là masike moko, masike moko. Tiếng Nhật đọc là oishiku tabete ne, oishiku tabete ne. Thế à, thế à, người ta nói gì đó với mình nó à, thật vậy à, thế à. Thì đọc là tiếng Hàn là kure, kure. Tiếng Nhật là so nano, so nano, so nano. Rồi thế hả, các bạn thật vậy hả, thế hả, thật vậy hả. Thì tiếng Hàn rất là chọn mắn, chọn mắn. Tiếng Nhật là maji, maji, thay từ hôn tố à. À, tiếng Nhật nói sang ví dụ như từ ngôn ngữ chung á sẽ đọc là Honto, còn vùng mà vùng Kansai sẽ đọc là Honma. Còn cái từ Maji ra kiểu như là cái ngôn ngữ ở dưới trẻ hay sao hả, Maji. Rồi đi tiếp, không thể tin được, không thể tin được. Manto ante, manto ante. Nhận đọc là Arienai, Arienai. Buồn cười quá, buồn cười quá.
hoặc là mắc cười quá. Phải đọc kyo, kyo. Tiếng Nhật thì đọc là nó cay, nó có hai nghĩa kiểu như là thú vị ha, nhưng mà mình dịch từ tiếng Hàn qua tiếng Nhật. Omoshiroi, omoshiroi. Còn cái ngôn ngữ mà dư trẻ nữa, họ sẽ nói omoshire, omoshire. Không thích, không thích. Thay vì mình nói chữ ghét thì mình nói là không thích cho nó giảm tránh ha. Từ siro, siro, siro là ghét á, mình chỉ không thích. Còn tiếng Nhật đọc là iyada, iyada, iyada. Hãy liên lạc nha, hãy liên lạc nha. Tiếng Hàn đọc là dọn rạc hành kê, dọn rạc hành kê. Tiếng Nhật sẽ đọc là ren ra cử nè, ren ra cử nè. Rồi bây giờ ở đâu vậy, bây giờ đang ở đâu vậy? Chi cung là bây giờ ha. O ti là ở đâu? Ya, ya thì nó thay cách nói thông thường của từ im thì tạ. Chi cung, o ti á. Còn tiếng Nhật sẽ đọc là ý mà đô cổ, ý mà đô cổ. Rồi chúng mình ăn gì đi, chúng mình ăn gì đi. Rồi như mình đau bụng mình rủ bạn bè mình sẽ là dành cho rủ đi ha. Bạn bè thông thường sẽ đọc, tiếng Hàn sẽ đọc là mua một cân cá, mua một cân cá. Tiếng Nhật sẽ đọc là nani o, à bỏ chữ trợ từ luôn ha, nani tabe yoka, nani tabe yoka, nani tabe yoka. Chờ chút đi, chờ chút đi. Chậm can man, chậm can man, chậm can man là chờ chút ha. Tiếng Hàn chờ. Rồi tiếng Nhật sẽ đọc là chotto matte, chotto matte. À còn nó mình khi mình nghe một cái từ nữa là chotto matte là cái đó làm gì, đừng đứng yên, đừng động lại ha. Còn đây mình chotto matte, hai chữ t sau là nó kiểu như đứng yên đừng có động lại đúng không, kiểu như cảnh sát mà chỉ súng mình nói tội phạm đừng có đụng cử động. Rồi achi, achi là vẫn chưa, achi. Còn tiếng Nhật đọc là mada, mada. Dạo này như thế nào rồi, dạo này như thế nào rồi. Tiếng Hàn sẽ đọc là yo chum o tết, yo chum o tết. Tiếng Nhật sẽ đọc là saikin đố, saikin đố. Dạo này sống chết sao rồi. Rồi hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi chỗ này, hãy ngồi đây này, thì sẽ đọc là yoki ancha, yoki ancha, yoki ancha. Còn tiếng Nhật sẽ đọc là koko ni suwatte, koko ni suwatte. Rồi ăn trước nha, ăn trước nha. Một mon cho một co, mon cho một co, mon cho một co. Tiếng Nhật sẽ đọc là sakini tabemasu, sakini tabete ne, sakini tabete ne. Không được, sao cho phép ăn trước được, ăn chung không ăn trước, để tự đợi cùng ăn là thì sẽ đọc là tiếng Nhật là ante, ante. Không được, tiếng Hàn đọc là ante, tiếng Nhật đọc là dame, ante dame. Dame là không được ha. À, nói lại cái chữ đam mê thường người Nhật họ sẽ để cái tay chéo ha, ví dụ như họ để tay chéo dưới ít nhé. Rồi hãy giữ yên lặng, hãy giữ trật tự, thì kiểu như đi vào thư viện nghe ồn ào thường nó giữ yên lặng ha. Rồi tiếng Hàn sẽ đọc là chô dung hi hệ, chô dung hi hệ. Tiếng Nhật đọc là Shikaniste, Shikaniste. Rồi hãy nói to lên một chút đi, nó nhỏ quá không nghe đâu, hãy nói to lên một chút đi. Tiếng Hàn sẽ đọc là Chum kuke hanre chule, Chum kuke hanre chure. Đây mà nói mạnh re ha, mạnh re, mạnh re, chure, chule. Chôm cứ kê mạng hay thu lê. Tiếng Nhật sẽ đọc là mô sko si oki cư ít tế,
Muscosi okiku ite. Rồi, cái này mua ở đâu vậy? Mình muốn mua, biết bạn mua cái này ở đâu nha. Đây, tiếng Hàn sẽ đọc là Iko Otiso Sa Sok. Iko Otiso Sa Sok. Tiếng Nhật sẽ đọc là Kore Dokode Katano. Kore Dokode Katano. Rồi, hôm nay clip này đến 25 từ đã xong. Rồi, bye bye mọi người.